Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel 8x100 ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta lại tiếp tục đến với chương mục bình luận chúng ta một cùng nói. Và hôm nay thì là một ngày rất là vui. Vâng, hôm nay vừa thức dậy thì chúng ta đã được một cơn bão gọi là tin nhắn chúc mừng sinh nhật mình. Rất cảm ơn mọi người. Và người thì chúc mình đẹp trai, người thì mình chúc mình thành công, người thì chúc mình gọi là tin to gấp đôi năm ngoái. Và những lời chúc thật là thực tế. Và mình rất cảm ơn những cái động viên của các bạn trong ngày hôm nay. Hôm nay thì với những lời chúc đấy và đang sĩ khí đang gọi là dân không mẹ đã chào rồi, chúng ta đến trận đấu ngày hôm nay ngay sau đây. Và như vậy là trong trận đấu này, vâng, trận đấu trừ CD Đất Mờ. Vâng, chúng ta cùng sang tên một chút xem mấy thanh niên này có gì gọi là quen thuộc không. Amofoda, XD Van, vâng, XD Van, Vali, vâng, Van Norgut. Nói chung là chả quen đông nào hết, toàn cái tên lạ hóc lạ hờ. Vâng, toàn những cái tên thật là khó đọc. Và như vậy là trong trận đấu này, team 1 đã ban đi Antimid cùng với Slack. Và team 2 ban đi Ombi cùng với lại Medusa. Lựa chọn cho mình Ursicker, Void, Thadang cùng với Chôn. Vâng, Chôn được comeback rồi. Đã có Chôn để pick mang lớp. Vâng, có mang lớp không? Mang lớp bị pick mất của team 2 mất rồi. Và lựa chọn pick cuối cùng mang lớp của team 2 để cho team 1 không có khả năng gắt bây ra. Và như vậy trong trận đấu này, team 2 có sự có mặt của Invoke, có Zilai, có LS, còn ba là BS cùng với Malus. Thế trận combat của hai team trận đấu này là cực kỳ điên cuồng. Vâng, Malus cùng Invoke, Zilai, Malus, Invoke, còn ba con này AOE phải gọi là chồng với nhau thì khá là hay. Vâng, VS được pick trận đấu này thì có lẽ là VS đóng vai trò làm co trong, còn LS cùng với Zilai sẽ là người support. Đội hình của team 2 thì trông nó hơi thiếu core, và thực sự là thiếu của con đam DL chính. Trong khi đó đội hình của team 1 vâng rớt được pick cuối cùng. Như vậy là Void đi offlane, vâng chôn đi chip lane và rớt đi mid cùng Invoke. Đội hình của team 2 đi Invoke sang người đi mid rồi. Vâng, Mark Lurk có lẽ sẽ là người đi offlane và LS đóng vai trò làm core trận đấu này. Anh đang bùa cái giày ngay từ đầu. Cả hai team đều có những cái disable khá là nguy hiểm. Vâng, thở ra có sẽ cờ Void. Bộ combo cũng cực kỳ là điên cuồng, rất thể là lưu cơ chính. Trận này thì chúng ta sẽ trông chờ vào Void và xem Void trận đấu này tỏa sáng như thế nào. Trận đấu này không có mát lớp để bút bánh nan, Chôn có lẽ chắc không được bá đạo cho lắm. Vâng, chúng ta ngồi nghe nhạc. Chống bắt đầu đánh. Vâng, cái nhạc của cái Dota, cái trò MOBA này có những cái bản nhạc nghe khá là feel. Dota 2 cũng vậy. Với những cái bản nhạc mà khiến cho trận đấu đẩy lên cao trào. Khi bắt đầu đánh nhau là nó bắt đầu lửa trống lên. Một tình huống đi lan đến răng của Ursicker và rất có thể anh sẽ bay màu trong tình huống này. Vâng, này thì bò lạc với anh ạ. Một cái suýt sùa đầy càn. Vâng, là em bị kẹt bên trong rồi. Và như vậy là có slow đến từ Chôn, và em vẫn nằm xuống. Một cái bị tăng và phốt blood nằm trong tay của Zilai. Vâng, anh đang nhường mạng. Một tình huống nhường mạng trong đội. Như vậy là LS vẫn là người ăn mạng không phải. Vâng, Zilai vẫn là người ăn phốt trong thời điểm này. Một tình huống nạp trôi đến từ Ursicker. Vâng, đi ăn răn và anh đã bay màu trong một lúc nhạc. Thời gian đang bận rộn đến cắm mắt. Vâng, đang hai lát máu đến từ Invoke. Tạo tiền đề để cho rớt đứng ở cái nam mít nó đơn giản hơn. Rớt cùng Invoke, cái kèo này ở mít là cân. Không cần đến được Drummer đến support. Và bên dưới với việc là hai con support tay dài đến từ team 2. Vâng, việc hai giáp ở bên dưới này phải gọi là cực kỳ ngứa. Và có lẽ phải cần ngay thời gian xuống bên dưới bot để hỗ trợ cho đồng đội. Và anh vẫn đang ngồi gọi là đấu tay đôi cùng Invoke. Vẫn đang cắn máu để cho rớt có khả năng farm một cách free. Void muốn mát lớn. Hai con đánh theo đường gọi là combo tổng điện được đi offline với nhau. Và trận đấu này có lẽ là đánh theo đường kiểu ulti để hỗ trợ thôi.
Tiếp tục là cái phía xuôi ở Oscar. Gina và VS là hai con đóng vai trò làm support ban đầu cực kỳ dễ đánh. Còn hai con này có khả năng tay dài và spam thủ kiểu khá đầu và rất có thể sẽ là một pha lấy lại mạng đến từ team 1, như vậy là một đều. Tình huống mà con Gina cũng không ngờ rằng là mình yếu như vậy, còn ăn một đập đến từ anh Oscar và một slow của Chôn là đủ chết rồi. Còn bên trên Malus cùng với Void thì có lẽ là hai thanh niên này đánh nhau đến mùa quýt cũng không xong. Cả hai đều có khả năng chạy khỏi combat. Rớt thì bây giờ đang gọi là xét giật tóe con mẹ đã nhòe. Chúng ta dùng skill và farm sao phải xoắn. Mana nhà làm ra, à không, mana nhà không làm ra, mana team 2 nhà nó mới làm ra. Gina mới là người làm ra mana chứ không phải rớt. Và như vậy là một pha ốp vào đến từ team 2. Và Canada đến từ Thái Lan để cứu người, vâng kim công, vâng tặng ra cái lồng ra không. Như vậy là không có lồng, vâng là một vâng quang xét để dọa ma nhưng không thành công và bây giờ nó tán luôn. Và sẽ là hai mạng làm xuống đến team 1 trong thời này, vâng băng trụ là chết. Vâng không dám băng trụ, vâng Evoke là người băng trụ của mình, vâng cắn máu lại, và bây giờ cho xét giật lại và Evoke có lẽ sao trả giá. Vâng, như vậy là lên level và không chết. Vâng rất may mắn trong tình huống. Một ưu thế đang rất là lớn dành cho team 2 trong trận đấu này thì bởi cái dàn Hezo ở đầu game nó rất là khỏe. Đến từ Gina cùng với lại VS có mặt đến từ Jordan cũng không thể cứu được ông rời của chúng ta. Và ông rời vẫn ngã xuống một cách bình thường. Vâng, nick Dandy của anh này không được đâu. Đừng dần xét kén nhòe để mà farm gọi là hết công suất trong thời điểm này. Sơn cũng có Seeker. Vâng, như vậy là một pha đảo lan đến cái support của team 2 và Sơn được thả cổng ra được farm khá đơn giản. Vâng, trận đấu này chưa biết lấy ai làm co ở bên dưới. Không biết là VS hay là NS là người làm co đây. Trong khi đó cả hai thanh niên đều doan. Vâng, phải chăng lấy VS làm co trong trận đấu này rồi. Vâng, về lên game thì có lẽ team 2 sẽ yếu hơn về đam, bởi vì trong thế trận này không có đam thuần. Vâng, với việc mà không có co về lên game nó đánh rất là rủi ro. Thực sự là meta đánh Dota bây giờ mà không có co về lên game nó yếu hẳn đi. Trong khi đó là rất là chuẩn bị lên đĩa rồi, và nó cứ nhè ông giờ nó giết thôi. Khả năng một tiếng con đảo lên đến thần lét. Và như vậy là rớt lại được lên nồi. Món lẩu gọi là thần rớt. Và một cái thân hết đến từ Oscar. Và anh sẽ báo thù cho đồng đội. Vâng, một pha cầm thân hết. Vâng, đứng Tena về. Vâng, Silent và Tena. Một pha Tena thành công đến từ LF. Trong khi đó là bên dưới người đánh nhau của VF cùng với Chôn. Vâng, Disable là rất nhiều. Vâng, Chôn trận đấu này đến cuối game cùng với BKB chắc là cái dàn này nó vờ cho đi sấp mặt. Vâng, một cái phía sổ Oscar để kết thúc cái mạng của VF ngay lập tức. Như vậy là đã mở mắt dành cho team 1, vâng 3-1 rồi. Vâng, chúng ta đã có được cái bàn thắng danh dự. Void cùng với Malus bên trên. Vâng, Void hướng nam thì có lẽ là khỏe hơn Malus một chút. Khả năng bách máu đến từ Void ở thời điểm trong cái meta này. Và bây giờ anh đang đuổi Malus chạy như vịt, vâng, chạy lòng vòng khắp nơi. Cả hai đều đã mất nửa máu. Và so sánh với lượng bên ai thì có lẽ là Void đang đứng nhỉnh hơn. LF cùng với Gina lại tiếp tục trêu nhau cùng với Oscar cùng với Chôn bên dưới. 5 phút đã trôi qua và chúng ta đã chuẩn bị kết thúc cái thời điểm đầu game của trận đấu. Vâng, vẫn tiếp tục là đánh nhau và với dàn support và cùng với Disable đến team 2 ở bên dưới thì việc giết người với giết support phải gọi cực kỳ nhanh. Bây giờ tiếp tục là Oscar và chúng nó mỗi người một hướng, vâng 3 thằng 3 hướng, một VS thì thả con gà như cũng được. Vâng, lẩu gà đến rồi, vâng con có hit, vâng con gà này quả là súng dài bằng 75 máu và như vậy là VF mới là người lên lồi. Nằm xuống, cái tội tham ăn gà là nằm xuống rồi. Bây giờ đến lượt Gina, vâng anh đang định gọi loay hoay làm nên cơm cháo gì đây. Vâng, tiếp tục là một pha giam đến từ LF. Invoke được sự bảo kê từ LF trận đấu này và anh đang pha phải gọi là cũng khá là ngoan nghè. Một cái Gino Aquila và bây giờ xuất hiện và một lớp bơn mana các kiểu của Gina cũng đã có mặt này đến quá vui. Vâng, rớt quả này thì lại lên đĩa rồi, không có lý do gì chạy thoát được trong tay của ba con này. Disable là 1 tỷ. Đấy là quay trở lại đấu trường chúng ta với việc công việc làm support khá là nhiều. Vâng, điển hình là trong những trận đấu lớn ở Dota 2 và chúng ta thường thấy được LS xuất hiện.
bây giờ đến có sự có mặt trên top đến từ Duyên Lai cùng LS vừa bắt đầu đảo lên một cách điên cuồng và coi trận đấu là đến mắc nét trước. Thế nào cái đánh đầu đến từ support của team 1 trận đấu này là không hợp lý cho lắm. Và Kha có support đảo ra mid cũng chỉ để quấy nhiễu invoke thôi, không làm nên được điều gì nhiều trong trận đấu này. Trong khi đó thì Zinai cùng với VS và cùng với LS và ba con này đi gank được gọi là kinh hồn. Và voi gần chết và bị pha úp vào tụt huyết áp và nhảy ra ngoài. Vẫn là cú dí và bình ơn úp vào là chết rồi. Và vẫn đang cố gọi là loay hoay lách xài và không có lý do thì chúng ta không giết cả. Một pha băng trụ thần công và rất có mặt 1G và tiến hành chạm VS lên đường. Thật ra cũng có mặt luôn trong thời điểm này. Bây giờ tiếp tục là bánh nhau. Một cái này là lúc có thể bách được hoàn toàn cái đam đến từ LS ở cái skill 1. Vâng, đổi mạng. Đổi mạng của voi cùng với VS. Vâng, như vậy là có lãi dành cho team 2. Và ăn được mạng chúng ta ém thôi. Ăn xong xuôi tất cả lại về. Chúng ta mỗi thằng một đường chạy thôi. Vâng, thì là quyết định quay trở lại. Một cái chảy máu và LS cũng vậy. Và sẽ là một pha vòng đường ốp trụ đến từ team 2. Vâng, này thì giật xét dọa ma anh à. Vâng, một cái này là lúc đang tiến cho rất khá cứng trong thời điểm bị ganh. Và Ursicle xuất hiện. Vâng, phía sùa không kịp. Anh đã bắt đầu nóng ngóng không biết làm gì hơn. Vâng, đứng giữa bộ ba và mỗi thằng đứng một góc. Nó đứng thật là hiểm hóc. Vì vậy nằm xuống với Ursicle tiếp theo. Vâng, đã không cứu được người còn ra còn hiến mạng. Vâng, đã Sida còn xung pha lên hiến máu. Tỷ số là 4-8 dành cho team 2 tại thời điểm này. Tôi thấy có gì đó đang thua thua đến từ team 1. Vâng, nó đang xuất hiện một pha dựng xét dọa ma để đuổi LF về. Pha ganh gọi là không thật tay đến team 1. Trong khi đó thì bên dưới thì VS cùng với Chôn vẫn đang đứng ở thế gọi là off đan cân phèo nhau. Một cái bao chip đến từ VS. Trong khi đó Chôn đã có Doom cho mình rồi. Bên trên thì Void cũng đang hướng cho mình cái magnet. Một trận đấu mà team 1 vẫn đã cần farm nhiều hơn khá nhiều. Và Chôn cùng với Void, hai con này, hai con core về đất game rất là khỏe. Và chúng ta cần giãn đội hình ra để mà farm. Trong khi đó đội hình của team 2 trận đấu này thì đánh nhau từ rất sớm. Và một cái đội hình mà chúng ta có thể quẩy và tự nhiên nhảy lên để đâm chơi hình vào. Vâng, không đủ sai để vào trụ và LS là người có mặt. Vâng, một cái ulti của Malus bây giờ sai lần đến từ anh chàng LS. Vâng, đang cố gọi là chạy ra nằm xuống của Void. Tỷ số đã là 4-9. Đánh nhau đang rất ban căng và fit sùa đến từ Ursker. Một pha fit sùa để can thiệp. Vâng, không cho đánh nhau. Và như vậy là VS đã quay ra đem đi mất hai con cái đép của Chôn. Quá buồn. Bây giờ thời gian vẫn còn đang trong thân phận gọi là chân đất mắc đép. Và người nông dân áo vải chưa có giày. Anh vẫn chưa lên được giày ở phút thứ 10. Vâng, LS với vừa cúp đam đến từ Malus. Bây giờ anh đi đấm nhau với rớt. Vâng, trận đấu này có lẽ niềm tin lại đặt vào Chôn rồi. Vâng, Chôn sẽ là người kéo team trận đấu này. Mặc dù không có khả năng búp đánh ngang thì chúng ta vẫn có thể trông chờ một con siêu lết mang tên là Chôn. Voi trận đấu lại đi off lane. Vâng, cũng được, nhưng mà thực sự sự kết hợp của Void cùng Chôn nó không được gọi là hay cho lắm. Void cùng Chôn một con úp lồng thì Chôn cũng không đánh được. Và một ulti đến từ rớt. Và bây giờ ta quay ngược trở lại đến từ Zinai có một úp lồng. Và quay lại và giết nó anh em. Và làm xuống của Zinai rồi. Và sẽ là một pha sốc não tiếp theo đến từ rớt. LS thì khá là khỏe và một cái hai máu đến từ LS. Một bình ơn và một cái ngọc 1.200. Bây giờ thì con F combo tué nhòe anh cũng không suy nhê. Chôn có Doomin và anh bắt đầu gọi Crab. Vâng, anh đã phục được một con Gelmancer búp tốc để chạy cho nó nhanh. Chôn Dinh đến từ rớt. Vâng, đang có tình huống muốn đi phá mắt. Chôn đã đủ sức để đứng một mình một lan bên dưới. VS thì có lẽ chưa đủ sức để cản được Chôn để farm trong cái thời điểm này. NS cùng Zinai đang quá bận rộn trong công cuộc đi doang của mình. Invoke thì đã vào rừng. Vâng, bây giờ sự xuất hiện đến từ VS cùng với lại Zinai. Vâng, hai con support đã bắt đầu lùa cho Chôn chạy như vịt. Vâng, đứng te le và stun và ulti đến từ Zinai. Vâng, một pha ulti không lối về đến từ anh Zinai. Và Chôn chắc chắn nằm xuống. Vâng, trận đấu này cái dàn support của team 2 đã đánh phải gọi là rất là hợp dư với nhau. Vâng, tuyệt vời. Vâng, những pha support của đi cover nhau phải gọi là quá hay luôn. VS cùng Zinai lựa chọn đơn giản và dễ đánh. Bây giờ đến cái con Gelmancer của Chôn nó cũng đuổi, nó chạy như vịt, nó không chạy nhanh, nó cũng cho đến đĩa luôn.
Vâng, cả bố cả con, mày không chạy nhanh là tao cho vào lôi lẩu hết. Inbox có hang rồi, vâng, inbox cũng không nên dày. Đúng nhau, và như vậy là thời gian của inbox ta đều gọi là chân đất chạy bo. Bọn thấy trận đang khá là bị bó hẹp lại đến trên 1. Và bây giờ các anh đang tranh nhau farm rừng. Vâng, Tony farm rừng, một cái thời đam cùng với một cái Domin. Tony là một con carry mà có lẽ là chúng ta cũng rất là khó đoán. Tony là một nhân tố bí ẩn trong Dota, ít khi được thấy. Và bây giờ một cái lồng đến từ Void rồi. Thực sự trận đấu này cái lồng của Void là cover cùng với đồng đội là khá khó. Một combo của Zut mà tiến được mang Zut lên được. Và một pit chùa có sức cơ lại một pha pit chùa và gọi là khiến cho team ta rất bối rối và đi bốc bên trên. Đang loay hoay và đang có tín hiệu go đến từ team 2. Và VS cũng chỉ là có mặt bên trên cũng có đang tín hiệu muốn đánh nhau rồi. Lùi về đằng sau và bây giờ đang gọi là quay tay đến trên trôn nhưng mà không trúng ai. Và team 2 đang núp ở trong vị trí cũng khá là khéo và sẽ là một pha ốp ngược đến từ team 2 trong thời điểm này. Và rất có thể sẽ một pha lật kèo combat. Và trôn cùng VS đang gọi là, xin lỗi là Void cùng VS đang gọi là solo cùng nhau và nhảy ra ngoài. Vâng, các ulti và Swag đến từ VS, một pha gọi là đang combo và gọi rất nóng nóng đến từ hai thanh niên. Một tình huống ulti và Swag đến từ VS, vâng, khiến cho các combat không còn gì để đánh. Bây giờ nằm xuống VS rồi. Vâng, Void nhảy vào trong tình huống kết thúc cái mạng của VS thành công. Nhìn ai cũng mát lớn, vâng, sẽ một tình huống đuổi, vâng, nhảy ra ngoài tiếp và ulti trượt đến từ mát lớn. Trong khi đó lại ớt sức cơ phía chuồi để kết thúc cái mạng invoke bên trong. Vẫn đang chạy gọi là nhoẹt vàng đến từ Void. Vâng, anh đã chạy thoát trong tình huống này. Và bây giờ đến là trôn là người xuất hiện đằng sau. Và một quay của mát lớn, vâng, lượng đam của mát lớn quay trong thời điểm này đã khá là đau rồi. Vâng, Zina đứng lách xa để tên này về một sốc lao và làm xuống. Đằng sau thì trôn đã làm xuống trong tay của mát lớn thành công và LF có mặt để can thiệp và không biết thằng nào sẽ đánh thằng nào trong thời điểm này. Và Zina có băng và làm xuống của anh chàng Oscar và một pha thua của bác thật. Đợt cao combat là có thật trong thời điểm này. Và như vậy là 1-3 tiếp tục đến rớt. Vâng, LF quá khỏe trong việc tăng trụ với khả năng 1.300 máu và bây giờ anh đang tăng trụ cắt kiểu và rất đang lách sai tổ lái và là khá hay. Ông trời đi tổ lái cũng được đấy. Vâng, nhân viên gương mẫu và ông trời của chúng ta tổ lái cũng khá là chất và như vậy là vẫn nằm xuống. Tổ lái khá hay nhưng mỗi tội là team 2 nó tổ lái, nó cũng hay không kém gì. Một cái mắc nét đến từ anh chàng Void. Vâng, combat đã thua với trên và bây giờ thì có lẽ là bay luôn cái trụ trong thể này, tỷ số là 10-14. Cái sự đa dạng hero của team 2 trận đấu này nó đánh dễ hơn. Vâng, mỗi con hero bây giờ trong combat nó chỉ cần ngoáy ngó và đứng vị trí khéo thôi là có thể vờn cho được cái dàn co của đối phương là chóng hết cả mặt rồi. Void cùng với lại trôn trận đấu này, vâng, nhất là trôn về đến cuối game với Zilai VS vâng LS mà nó lên được đủ đồ bốc lốc các kiểu thì có lẽ trôn ngồi khóc ở trong combat vâng vớ vẩn chó cắn chết bây giờ. Vâng, như vậy là Void định đi ăn thịt chó nhưng không được. Vâng, chó này là cắn hơi đau. Ba lớn thì có lẽ hướng đến cho mình cái Edo chat trước. Vâng, một pha xông vào và vâng đúng phải gọi là mắc đau đến từ trôn. Vâng, Swap ra ngoài. Vâng, VS một pha ulti Edo Slam đến từ Edo và một cái ulti của Slam. Vâng, skill được quăng ra tuế như là trong combat này và có lẽ là nằm xuống sấp đôi đến từ cả hai. Vâng, VS cũng mắc lớp đang ngã xuống. Bây giờ đến lượt anh chàng D9. Vâng, một pha Fissure không biết là để làm cái gì đến từ Edo. Một tình huống Fissure trúng thì có lẽ D9 chết và anh đi Fissure ở tận gọi là không hiểu ở đâu. Vâng, thịt chùa bưng quơ dọa ma mặc dù không có ma nào ở bên cạnh. Vâng, có lẽ là nghĩ rằng là mát lớp chưa chết, một tình huống mà không để ý bản đồ nên anh đã thịt chùa và để cho Zina là người sống sót. Biết đâu là một pha bán độ đến từ Oscar. Vâng, tôi nghi lắm, chúng ta bây giờ bán độ rất nhiều. Giày mana đã có. Vâng, bên dưới Zot cũng đã có giày mana rồi. Trận đấu này ai sẽ lên cao đây? Trận đấu này cả hai team đều cái lượng đa phép đều rất là kinh khủng. Vâng, cả hai team đều lên cao thì đều là hợp lý. Bây giờ thì Void đang gửi đến cho mình cái đô thang. Vâng, chôn cùng Void, một sự kết hợp nó hơi khập khiễng. Có lẽ nó không có nên gì. Đôi bạn thân ai người ấy lo. Chúng
chúng ta đánh theo đường gọi là cá nhân hóa. Vâng, vào đấm luôn. Vâng, nhảy vào đến từ voi. Bây giờ là cái ulti đến từ Mạng Lợn và một cái ulti đến từ voi để kết thúc cái mạng Mạng Lợn. Vâng, thằng nào Tenaza thì cancel mất rồi. Vâng, đồng đội Tenaza và Mạng Lợn là người kéo về để cho đồng đội đánh. Mỗi tổ đánh đã cancel với Tenaza của mình. Vâng, quá đau buồn trong một tình huống mà có lẽ là bỏ của chạy lên người. VF cùng với lại NS vẫn đang gọi là du lịch trong rừng đối phương. NS sẽ hướng cho mình cái gậy xanh luôn. Một cái gậy xanh đến từ con Banana, đó sẽ là lợi thế tuyệt đối về size dành cho team 2. Và một cái thế trận mà cần lượng size để combat tổng như thế này thì có lẽ là cái gậy xanh của LS nó sẽ khiến cho team 2 có lợi thế cực kỳ vượt trội. Vâng, như vậy là làm bữa thịt chó đến từ team 2 rồi, chúng nó ăn cắp chó của team 1 rồi. Một bãi stack, hai bãi sói và team 2 đã ăn mất. Bây giờ smoke được bật lên. Evoke trận đấu này farm hơi chậm, mà thực sự 17 phút cầm một cái hand trong người là một bài toán quá khó dành cho Evoke. Vâng, anh không biết là anh farm kiểu gì, 17 phút cầm một cái hand. Và bây giờ là ốp vàng, vâng, rất là giật cho sốc lã phải gọi là cực kỳ đau và silence đến từ LF. Và LF sẽ là người tăng chủ về tự nhiên 24 ulti. Một mưa sao băng hạ xuống và như vậy là ông rời cũng quỳ xuống thôi. 14-15 dành cho team 2. Vâng, tỷ số là sát lút và lượng tiền thì cũng là cân phèo. Vâng, một thế trận đang gọi là rất là căng não và rất tình hình trong thời điểm này. Còn VS thì hướng cho mình cái phản đam. Và theo cái chiều hướng này thì có lẽ team 1 sẽ là người hơn cơ. Nhưng mà dàn core của team 1 đang farm khá ổn. Invoke thì đang không lên được đồ. Còn tôi hơi băn khoăn là Invoke này là Invoke hàng Quảng Châu thì phải. Vâng, nói là Invoke hàng Quảng Châu thì không đúng. Còn Quảng Châu, Trung Quốc nó là cái lôi sinh ra trò MOBA. Chúng tôi đánh Dota hay lắm, rất nhiều cao su. Vâng, Invox này là hàng gì đó, không biết, không phải hàng Quảng Châu. Bên trên thì Magnus cũng đã nằm xuống. Một con Invox ở 18 phút. Vâng, cầm một cái hand, tôi xem trong chim anh có cái gì rồi. Có hình như lên được một lửa với gậy xanh tuyệt vời. Vâng, ít nhất là cũng có đồ. Vâng, một pha thả combo ngược trở lại của Thái Lan. Vâng, vẫn cố liều để quay trở lại để lấy cái mạng của chị này. Vâng, xe nằm xuống lấy từ Thái Lan. Gina thì đã có cho mình cái Blink. Vâng, có Blink ở phút thứ 18. Vâng, một con support không đơn giản chút nào. Trận đấu này có lẽ team 2 support mới là người kéo team. Gina cùng LS đang làm quá tốt cái nhiệm vụ đi ra của mình thời điểm đầu game. Vâng, LS thì có phản đam rồi. Bây giờ một cái veo và rớt con giật cho thì có lẽ là sắp mặc lờ. Vâng, như vậy có Blink đến từ zone tiếp theo và LS là người làm xuống. Lựa chọn VS làm core là tôi thấy cũng một cái bài toán nó hơi thua thua đến từ team 2 rồi đấy. Một con VS để làm core. Vâng, đã có tỷ tỷ trận chúng ta thấy VS cầm core nhưng mà không thể làm gì được với đấy. Vâng, thật sự VS là một con core quá yếu. Vâng, bây giờ là nhảy thẳng vào bên trong cái gì này. Vâng, làm sao. Vâng, đấm 3 rồi. Vâng, bây giờ sẽ làm bi tăng đến từ tránh gốc và thả gạch thành công và trôn nằm xuống. Vâng, Ursicle có mặt băng trụ và một cái fissure nhưng không trúng thì là đã lùi ra thành công. Trận đấu là Gina đánh phải gọi cực kỳ chủ động. Vâng, anh rất tự tin với combo của mình. Vâng, em gái mưa đang lên tiếng trong trận đấu này. Vâng, các anh có lẽ gặp em gái mưa là quỳ xuống thôi. Voi có lô thang. Rồi ác thì có cái đớt trong người. Vâng, phải chăng xem một pha gặp bỡ. Vâng, invi vào của Voi để giết người rồi. Một đấm và với lượng đam, một lượng tốc đến từ Magnet hoàn toàn có thể kết thúc được cái mạng của Magnet ngay lập tức. Vâng, cũng thì không, như vậy một pha di hình. Một di hình này, một di hình rất chậm. Vâng, đi xa xa ra một cái ulti để chạy thoát được khỏi tay của Voi. Mỗi tội gặp nhau cùng với Oscar. Vâng, đúng là tránh Voi để gặp bò. Và bây giờ có lẽ sẽ sấp mặt một cái lồng đến từ nhà Thái. Vâng, nằm xuống. Vâng, bên trên mang đất nằm xuống thì bên dưới thì ông rời cũng nằm xuống trong tay của LS. Vâng, LS cũng đã có mặt với Gina. Và một cái smoke bật lên và chúng ta tiếp tục đánh nhau. Vâng, bộ ba huyền thoại đến từ team 2. Không đơn giản chút nào, trận đấu là team 2 đánh về support. Vâng, co không quan trọng, chúng ta đánh con support rồi. Vâng, con bò, có con bò lạc, vâng, có Blink đến từ Ursicker. Vâng, có tội là ấn hơi chậm. Anh vừa tạo được cái Blink xong thì cũng đã nằm xuống. Voi bên trên nhìn thấy Ursicker chết, anh Tena về ngay lập tức. Chôn thì rảnh rỗi đi ăn Zosan. Thế trận đã được kéo giãn ra để cho Chôn có một khoảng trống để ăn Zosan thành công. 13 đến từ Evoke. Vâng, anh để cái gậy xanh ở nhà đến khi nào anh lên xong thì anh cứ cầm. Vâng, đâu rồi. Vâng, như vậy là đã vác được cái gậy xanh ra đến từ Evoke ở phút thứ 21. Hơi chậm so với quy định nhưng mà méo mó có còn hơn không.
Và bây giờ Chôn sẽ ăn Dosan thành công. Vâng, ăn Dosan với Chôn nói chuyện quá đơn giản của bọn nhẹ. Một cái Dormant, một cái Blink. Và bây giờ đang hướng cho mình cái song kiếm. Invoke thì gặp nhau cùng thời gian, vâng, trêu nhau cùng Invoke thời điểm này. Vâng, Sunshine, vì như Sunshine trượt. Vâng, một combo có lẽ là hơi lệch tay đến từ Invoke. Và có lẽ là vẫn chết. Và một hit cuối cùng, và Chôn đã nhảy vào để cứu giá đồng đội. Vâng, bị mít rồi, và bây giờ chết giật. Vâng, một pha giật chết để lộ sai. Và cố giết lốt anh chàng thời gian nhưng không thành công. Và ớt cực nó rớt khỏi có mặt rất nhanh. Sự tổ đội đến từ team 1 và Invoke vừa khai trường lên gậy xanh bằng một án tử hình. Mười chín đều trong trận đấu này. Vâng, trận đấu này thì nếu như kết hợp của Marcus cùng Invoke mà chuẩn còn em cũng chưa biết đâu được. Vâng, Gina có Blink, một Gina cũng là một con rất xanh trong trận đấu này. Một cái ulti để kèm vào cái ulti của Marcus thì nó phải gọi là tuyệt vời. LF cũng đã có cho mình gậy xanh rồi. Vâng, Blink của Gina vừa gậy xanh nhưng LF hai con support đang làm rất tốt cái nhiệm vụ lên được hai cái coin tăng quan trọng nhất. Vâng, đằng sau thì voi gặp nhau cùng Gina, vâng, VS thì bị chôn luôn. VS trận đấu này đóng vai trò làm co thì quá là khó đánh. Vâng, một veo và một giật là chết. Một cái Gigan dành cho rớt. Vâng, voi đang invi đi tìm anh chàng Malus. Malus cũng đã có Blink. Vâng, bây giờ quay ngược trở lại. Vâng, quất nó. Vâng, nó chạy ra ngoài kìa. Gậy xanh của Invoke, vâng, Blink của Malus và Blink của Gina có vẻ như đã đủ đồ để tham gia combat rồi. Chúng ta sẽ mở màn combat trong thời điểm này và team 2 sẽ là người chủ động. Vâng, Chôn một pha mất chuột và phi vào giữa đội hình của đối phương. Vâng, này thì phi vào và Malus những tình huống gọi là kéo người về phải gọi là trong cái jungle nó quá ngắn. Tại sao cái jungle dài như vậy mà anh không xài hết, anh cứ xài một nửa cái jungle của skill là như thế nào. Vâng, thời gian cũng mới rớt đang đứng đằng sau và Gina sẽ băng lại và anh chưa muốn cắt ulti bởi vì rớt sẽ kẹt sổ cái ulti của anh ngay. Bên trên là cái ulti của Marcus đập vào người của Chôn. Vâng, LS thì đang đuổi thời gian. Thời gian sẽ làm xuống trong tay trong cái lốc của Invoke. Và như vậy Chôn bên trên cũng làm xuống rồi. Một con bác lát đến từ team 1. Vâng, thật sự là lát. Và LS đang đứng tăng thì gọi là cực kỳ khỏe. Vâng, Ursuker nhảy vào. Vâng, Denai đã hết máu và anh phải chạy ra tận đằng sau. Và phản đang được vấn lên đến từ anh chàng BS. Vâng, vẫn còn sống và đồng đội không dám tham gia. Như vậy là một pha đứng nhìn co chúng ta làm xuống. Gina đã hết máu, không có mê khan, không có cái gì để hồi máu, đó là cái hậu quả để lại trong combat này. Còn nếu như có cái item gì đó để hồi máu thì có thể tham gia được combat ngay tức. Nhưng mà anh đang đợi loay hoay đằng sau quá lâu thì có một cầm cái ulti trong người. Fissure của Ursuker, vâng, Gina đâu? Đã là nhảy vào. Vâng, như vậy là không cần Gina, Invoke cũng có thể quay được anh chàng Ursuker chết luôn. 22 đều dành cho hai team. 34.000 và 33.000. Vâng, trận đấu vẫn đang rất căng lão. Về so sánh với việc lên đồ thì có vẻ như team 2 đang lên chậm hơn khá nhiều. Còn đối với core thôi, và support thì lên đồ gọi là mắc nhanh. Trận đấu này support nó farm như lên đồng vậy. Vâng, không biết là nó cay hết của core hay sao. Vâng, support thì ông thì cầm Blink, ông thì cầm gậy xanh. Vâng, đồ cứ phải gọi là đề huề. Yasa đến từ Chôn rồi. Và bên trên thì Vol cũng đã có Yasa cho mình. Vol cùng Chôn trận đấu này. Vâng, trận đấu này Chôn sẽ đóng vai trò là bút tốc để cho Vol đứng trong phòng bác và quẩy. Một cái lồng của Vol và anh sẽ build ram. Và với cái lượng tốc đến thì Chôn nó bút tròi thì có lẽ là Vol đấm cả bầu trời. Vâng, anh gõ tất cả những thằng nào trong cái lồng có lẽ sẽ sấp mặt ngay tức. Vâng, VS cầm phản đam và anh lại tiếp tục là một pha hiến máu. Một pha kéo về của Ma Lớn. Vâng, bây giờ là combo vào đầu của VS. Vâng, Ursuker khá là khỏe. Vâng, như vậy là một pha có mặt kịp thời đến team 1. Vâng, có lẽ sẽ là sức mặt đến từ VS trong thời điểm này. Vâng, Chôn nhảy vào giữa, một mình cần tìm nào có thật. Anh nhảy vào giữa ba người. Và bây giờ sẽ là cái Vitan. Vâng, đi lại đâu. Vâng, một cái Vitan của Vinvox và trụ bắn cũng chết. Vâng, phải gọi là đơn giản và voi bây giờ mới nhảy vào bộ lồng. Và chọn Invoke trong thời điểm này. Vâng, chọn Invoke phải chăng sẽ là sai sách. Vâng, Gina nó sẽ cắt được ulti thành công. Vâng, sẽ là cái ulti đến từ Gina và Void là người nằm xuống. Vâng, tôi thấy nghi khi việc quật Invoke là điều sai rồi. Và như vậy thời gian cũng đã nằm xuống. Và trong tình huống này thì con Gina nó còn nguy hiểm hơn.
Vâng, đánh invoke này là quá chú trọng vào con co của đối phương, và sấp mặt hai người là chuyện dễ hiểu. Hai đổi một, vâng, một tình huống đã nghĩa là thắng combat thành ra thua, một pha băng trụ đến từ Kada cùng với lại voi, vâng, chết cả đôi, một mình Tinai, và Tinai là nhân tố bí ẩn, vâng, rất nguy hiểm cho cô cho em gái mưa của chúng ta, vâng, cứ mỗi lần mưa sa băng hạ xuống là một cơn ác mộng nó sẽ đập vào người của team một thôi. Tỷ số là 24-25. Invoke đánh theo đường lửa đấy, sau khi combo xong thì có lẽ cũng không có quá nhiều tác dụng. Thời điểm này thực sự là Invoke cũng chưa phải là quá mạnh. Vâng, Zinai mới là gọi là con nguy hiểm nhất trong bát. Vâng, level 13. Một cái Blink, vâng, chỉ cần một cái Blink thôi, anh không cần gì nhiều. Rồi F thì có gậy xanh để soi map, như vậy là quá ok rồi. Và điểm trừ cho trận đấu này của thế trận team 2 đó chính là VS. Vâng, VS trận đấu này nằm co gần như là không có đất để diễn, anh chỉ cầm mỗi cái phản đam khi vào giữa đội hình, sau đó nó ra đất, nó quay ra đất chết, không có tác dụng gì nhiều. Đầu đang thì đã có cái trống, và bây giờ sẽ combat tiếp theo, một pha swap VS vào, và Zina là người bắt người đằng sau. Vâng, một cái ulti của Thái Lan, và như vậy là trôn đấm chết được em gái mưa rồi, và thả gạch đến Divock. Và bây giờ thì trôn bắt đầu bị quay, vâng, nằm xuống. Đằng sau thì như vậy là VS xử lý xong Thái Lan. Vâng, voi nhảy vào nhưng mà chưa có gọi là tác dụng gì nhiều. Và một cái challenge đến từ HLS, và quyết định là giết ông rời trước trong thời điểm này. Vâng, voi vẫn đang đứng cạnh, và một cái lồng còn trúng cả ba rồi, lần này lồng còn trúng cả bốn, trúng cả rớt luôn một ba ulti, vâng, trúng cả gọi là tiên địch cùng chúng ta. Và ulti của Malus mỗi tội là xịt voi, vâng, rớt đã chạy sát thành công, và một cái lốc như vậy là trúng, và rớt sẽ làm xuống trong combo invoke bơm mana và làm xuống rồi. Và bây giờ invoke cùng với voi là hai con sống sót cuối cùng trong combat. Một combat nổ ra nó cũng khá đẫm máu, mỗi team chết 4 người, một tỷ số là 28-29. Vâng, như vậy là người khỏe nhất vẫn là người sống dai nhất, vâng, voi của Invoke. Voi và Invoke, vâng, trận đấu này phải xem là Gosu cầm Hezo đứng vị trí nào. Vâng, voi nhảy vào có thể chụp lồng và đập chết ngay được Invoke ngay. Và vấn đề là nếu Invoke đứng sau và voi nhảy vào thì còn có cái lốc của Invoke nó sẽ quấy cho voi không làm gì luôn. Vâng, lốc bùng ngố các kiểu, có lẽ là voi cũng không có đất để diễn. Cái này nó phụ thuộc vào trình độ của người cầm thôi. Vâng, các thanh niên chọn vị trí như thế nào, ai chọn vị trí tốt hơn thì người đó sẽ thắng combat. Kèo này vẫn là kèo cân, vâng, không thể nói trước được điều gì. Tôi thì bây giờ bắt đầu đi ăn gọi là cái đáp rừng. Vâng, LS sẽ cầm gậy xanh và soi được cái bãi stack này. Anh sẽ soi được bãi stack của Trôn, và Trôn sẽ bị úp vào một cái slow và một cái boom mid vào đầu, và anh sẽ làm xuống. Và một cái boom mid khiến cho Trôn có lẽ là tắt điện. Vâng, dẫn lưới lại với huy chương còn làm luôn crap, vâng, chạy với anh à crap này. Và bây giờ có lẽ quắng luôn bãi crap rừng và nghiêm gốc vào la liếm. Và bây giờ thì anh chàng LS sẽ là người đi chiêu nhau với đối phương để cho Invoke có khoảng trống để ăn cái bãi crab bên trên. Vâng, Zina xuất hiện rồi. Vâng, có Veil đến từ ai đó. Vâng, Veil đến từ ai? Veil đến từ rớt. Và bây giờ là một lốc. Vâng, Zina nhảy vào và cắt ulti ngay. Vâng, một tình huống ulti phải gọi là rất cực kỳ tin. Và như vậy là rớt cũng thủ nhanh tay để gờ và tận ulti và chết luôn anh chàng Zina. Bây giờ thì vâng, Malus ulti chuẩn, và như vậy LS nằm xuống. Một pha ulti lỗi đến từ Malus. Và bây giờ Ursula nhảy vào này bắt Invoke vào sau. Hai chân trần được bật lên và thua combat trong điều này. Đúng thật là giống như với trường. Một tình huống ganh được chôn đơn giản nhưng mà lại thua combat. Một pha combat lỗi và Malus trong một tình huống ulti phải gọi là quá lỗi. Vâng, anh nhảy vào cạnh voi nhưng mà ulti vẫn trượt. Vâng, Never đang bị out khá nhiều. Vâng, voi cùng Invoke đã Never 20 18 thì rớt, trong khi đó là toàn 13, 14, 15 thôi. Với sự khoảng cách của Never đã có. Manta đến từ Void rồi. Berlin, và như vậy là rớt có gậy xanh, ở Sucker thì đã có cho mình cái giáp. Vâng, Veil cùng gậy xanh đến từ rớt, ông trời bắt đầu lên tiếng. Tôn không quá khỏe, nhưng mà trận đấu anh vẫn đang farm khá ổn.
Vâng, có lẽ sẽ có cho mình cái song kiếm ngay sau đây. Lượng tiền của team 1 bây giờ đang rất là nhiều, và 2 cá 1 tiền đến từ rớt cùng với lại voi, và 1 cá 9 tiền đến từ Ashiker. Và Ashiker có lẽ sẽ nên cho mình cái Shiva luôn. Vâng, bây giờ thì Sol lại tiếp tục công cuộc với Androsan của mình. Thế trận đang là mắc ping dành cho team 1, vâng, cửa thắng là rất cao. Tôi nhìn thấy cái đội hình của team 1 đang đánh phải gọi là hoàn mỹ hơn khá nhiều so với team 2. Và LF đã cầm gậy xanh nó lại đi soi được Sol. Sol lại một team 1 mà có lẽ sẽ bị úp soạt tiếp. Đóng góp vào công. Vâng, như vậy là con Chantau nhìn thấy sai rồi. Vâng, cho con Chantau lên cho thám và anh đã chuồn ngay lập tức. Vâng, chạy rất nhanh. Có song kiếm cùng với lại giày đam, vâng, chạy gọi là mắc nhanh trong thời này. Và bây giờ thời gian sẽ một người giữ lại và quay ngược trở lại và úp chống lên, vâng, không muốn đánh nhau. Một thời điểm mà team 2 đang úp vào gọi là cực kỳ đông, có sự có mặt đến từ Ashiker và team 1 đang kê ra rất đông và sẽ là combat tổng đổ ra trong thời này. Và một cái băng của Zina trận đấu đã bắt buộc phải lên BKB và ulti đến mặt đất rồi. Một tình huống ulti cực kỳ đẹp và Zina đâu, anh vẫn đang đợi một tình huống đợi voi nhảy vào, anh có nhảy vào không? Vâng, lại hay gì sao vậy? Vâng, vẫn chưa nhảy vào, như vậy trong các bác đã chết mất hai người. Vâng, một tình huống mà tôi hơi băn khoăn thì như Zina không đủ mana để cắt ulti trong thời điểm này. Vâng, 400 mana mà không đủ. Vâng, bây giờ đứng sau và Invoke có mặt và rớt đang giật chặt cái nhòe. Vâng, vẫn đang kè góc, vâng, không đủ mana để mà ulti. Vâng, quá đau đầu dành cho Zina. Vâng, băng chỉ đủ để băng thôi. Và đằng sau thì đấy cũng đã nằm xuống, một pha kè mana lỗi đến từ Zina. Và bây giờ cái stun đến từ Sandow. Một pha nhảy vào ulti đẹp như trăng mơ, mà mỗi tội là anh không đủ tự tin để nhảy vào, mà không đủ mana. Tôi chứ không nhầm thì cái ulti của Zina là 500 mana. Vâng, nên giày máu và không có một tí gì gọi là item dành cho mana, khiến cho anh đang thiếu mana khá nhiều. Vâng, Vea được búp lên và bây giờ quay ngược trở lại và Invoke cùng với lại Zina và bây giờ mới cắt ulti. Vâng, một cái ulti, anh vẫn đang đứng múa ulti bên trên, như vậy là có giật sớt. Vâng, rất đơn giật chết được Invoke trong một lớp nhạc và như vậy là sấp mặt của Invoke luôn. Bây giờ thì chạy đến từ Zina. Vâng, Chôn quay trở lại để đớp mạng của Zina đã quá muộn rồi. Vâng, VS là người xuất hiện. Vâng, như vậy sẽ là một tình huống ăn Androsan tiếp đến từ Chôn. Một trận đấu mà Zina đang thiếu mana khá nhiều. Và bây giờ sẽ là một pha nhảy lên. Vâng, mở sai của VS. Và bây giờ vào băng, một cái trận đấu này nó bị lỗi đồ họa thì phải. Vâng, cái băng và cái mở sai của VS chúng ta không nhìn được trên bản đồ. Vâng, con bom ngược đến từ thời gian. Vâng, né được cái vòng tránh thai rồi. Vâng, sâu quát và đá lại. Vâng, nằm xuống của em gái mưa. Và bây giờ đến là VS. Vâng, phản đam và bút TV đứng giữa. Vâng, đang quyết định là chơi nhau cùng với Chôn. Vâng, Chôn vẫn chết. Vâng, bây giờ hóa ra thành ra khỏe. Vâng, VS là một mình cân tim. Vâng, cái lồng và như vậy là thời gian là người chạy thoát. Ashiker đang gọi là kéo hai cái bóng lên để cứu giá. Một cái stun và như vậy là mất stun thì VS sẽ nằm xuống. Vâng, một cái tình huống mà nhìn nó rất đáng tiếc. Thực sự là tình huống mát lớp ulti được, còn Zina không ulti được thì tôi thấy nó đáng tiếc vô cùng. Còn ban lệch, vâng, còn ban lệch thì thua là phải rồi. 58-35, 52.000 và 43.000. Và Zina bây giờ không có BKB cùng với lại gậy xanh thì chắc trong combat nó sẽ rất là khó đánh. Vâng, disable nhiều và lượng mana khiến cho Zina có lẽ là không đủ trong combat. Một cái lốc tiếp theo đến từ Invoke. Và Invoke đã có cho mình lốc cùng với Blink. Đã cho sát đến từ anh chàng Malus. Vâng, như vậy là Zina quyết định là lên cho mình cái BKB. Vâng, bây giờ anh sẽ lên BKB và anh nhảy thẳng con mắt đầu tiên, không cần nghi ngờ nhiều. Vâng, có lẽ là ke góc của Void thôi. Vâng, Void vào ulti và anh sẽ BKB nhảy vào ulti cùng. Như vậy là hợp lý. Mặc dù mana đang đánh phải gọi là khá thiếu thốn, nó cần phải một sự ke mana chuẩn bài trong trận đấu này. Thời gian thì bây giờ bắt đầu hướng cho mình cái bao chip. Một trận đấu mà anh đang hiến máu phải gọi là hết công suất.
Niềm hy vọng của chúng ta vẫn đang đặt vào dàn support và một cái ulti đến từ Valorant và một cái ulti của Jedi và pha thả gạch của hy vọng. Và chúng ta đang xả hết gọi là những cơn bực tức trong người và người của Void. Và Void là một pha hứng chịu và những cơn thịnh nộ đến tiếng 2 chắc chắn là nóng xuống thôi. 54.000 và 50.000. Vâng, chúng ta cùng đợi. Vâng, ôi, tiền team 2 đang rất nhiều vậy. Cả hai team đều đang rất nhiều tiền. Rất có 2k1, vâng, qua có 2k6, 2k7 đến từ anh chàng Esker, 1k3 của Thổ Đan, 2k1 của LS, 3k2 của Invoke và 1k8 của Malus. Vâng, mỗi tội VS là con co duy nhất thì lại đéo có tiền. Trong khi đó thì Jina có 1k2. Vâng, có một điều gì đó sai sai, tại sao co duy nhất của team 2 nó lại không có tiền. Nghèo rất là rơi, nghèo rơi nước mắt. Anh vẫn đang bám trụ lên cho mình cái lô thang. Và như vậy đã lên lô thang thành công. Jina thì có lẽ sẽ lên được xong cái BKB rồi. Và Invoke tiếp tục là một tình huống in vi vào rừng để xoài và vớ ngay được anh chàng trồn, sau đó là chạy ngay anh chàng làm có Skull Mid. Một tình huống trai nhau phải gọi là tổ lái khá hay. Còn bờ linh lên và Invoke đang bị giữ lại và anh đang kéo giãn được đội hình ra và trồn đang đứng solo cùng với ông nó đấm cho không tỉnh nổi. Một tình huống mà sờ quát Invoke lại để cứu chứ không cứu. Và như vậy là VS đang quyết định là xử lý Oscar và Oscar vẫn chết trong tay của VS. Và Invoke nằm xuống, Oscar nằm xuống, 2-2 trong thời điểm này và Gina quyết định là chạy. BKB đến rồi, một gặp trồn thì có lẽ là hơi đắng. Vâng, có gọi là quay trở lại vào quất công. Vâng, BKB và hình như là không chưa có lao xong công ty vừa giết qua bên trên và chưa có lao xong. Anh đang quay đầu và chạy. Malus sẽ làm chủ thể hôm nay. Vâng, té rồi. Vâng, tao đéo có mana, xin lỗi, tao đéo công ty đâu, chạy đi. Còn trồn nó đang rất điên cuồng và hổ báo. Vâng, bây giờ trong trụ và anh quất luôn. Vâng, LS có mặt, nó đang đứng và chài nhau đến từ anh chàng. Vâng, Jina sẽ đặt về và một tình huống đánh hơi chùn tay và như vậy là gặp nhau cùng lấy ạ. Vâng, làm sao? Tao chấp mày cái hồi sinh. Vâng, vừa rồi em chạy đây. Và anh hồi sinh lại để anh chơi cờ đáp đi. Vâng, như vậy là té đến từ lấy ạ. Lấy ạ, có lẽ cũng chạy lên cho mình cái BKB tiếp theo. Vâng, trôn bây giờ đang rất hùng dữ và hổ báo. Quay trở lại đến từ Jina. Vâng, với lượng mana 900 và cái ulti hết 650 mana rồi thì phải. Tôi nhớ không nhầm thì cũng kiểu như ai mất nhiều mana lắm. Đi phu tiếp theo đến từ Void. Vâng, lượng đồ của co của team 1 đang khá là hoàn mỹ. Hai con co đi là đam, người đam là khá chuẩn. Bằng Manta, Sylvester, Magna cùng với đi phu. Trong khi đó Chôn thì đã có cho mình cái song kiếm. Vâng, một con boy đến từ LS và nó cào cho Thờ Đan là người nông dân áo vải. Trong tay của LS là khá khó. Hết cái sai lầm chưa kịp đá lại nó đấm chết rồi. Một pha đứng lưng đại pháp đến từ LS. Cứ phải gọi là tụt hết cả cảm xúc của Thờ Đan. Và bây giờ là gặp nhau cùng Oscar với khả năng xoay mát của cái gậy xanh. Bây giờ bắt đầu đi ganh nè. Và một pha bắt nè được những hai người đến từ team 2. Và cơ hội đã đến, có lẽ thời điểm này chúng ta P thôi. Malus trận đấu này thật sự là nghèo. Và Malus cùng với VS trận đấu này là một điểm trừ quá lớn dành cho đội hình của team 2. Được cái dàn support đánh hay thì bù lại cái dàn co lại đánh ngu vỡ lờ luôn. Đúng là được cái nọ thì mất cái chai, không thể nào có thể hoàn mỹ được. Vâng, rớt cùng Invoke thì ngang fail đồ. Vâng, rớt nó cũng rất nhiều đồ rồi. Ezra thì mới lốc. Vâng, đang chạy lên trên. Vâng, quyết định là giết rớt trong thời điểm này. Vâng, không có bờ linh đến từ rớt thì sẽ lòng. Vâng, mi tan đầu. Một pha kéo trượt đến từ Malus. Và bây giờ lốc lên. Vâng, ulti đến từ Malus chỉ để giết một con rớt. Và bây giờ Zina xuất hiện và nằm xuống một rớt trong thời điểm này. Vâng, cái trụ bên ngoài có lẽ sẽ ăn xong. Và bên dưới thì VS cũng sẽ ăn xong trụ. Vâng, hai cái trụ ngoan lành đến từ thứ hai. Và đã chỉ ăn được trụ ngoài thôi. Chúng ta sẽ chuột rút trong gian trụ. Úp đam lên và chúng ta quất. Vâng, xong cái trụ. Vâng, én không. Rớt đang lòng. Và như vậy là team 2 quyết định là ốp mít. Mặc dù là team 1 có lẽ đã ra được hết. Và 4 người đã có mặt rồi. Vâng, VS là một pha sờ quáp lại. Vâng, này thì sờ quáp đào này. BKB và quất luôn. Vâng, phản đam bật lên. Và hai thứ mất máu. Có lẽ VS là người chủ máu nhiều hơn. Một combo đến từ thời gian. Vâng, Void đang gọi là lừ lừ đi vào và Void đã mất đi cái BKB của mình. Vâng, Malus cũng đã không có ung tì và duy hình đại pháp để chạy và một cái lốc đến từ Invoke để cứu và một pha lốc của cái bóng. Và đằng sau thì như vậy Malus đã bờ linh để thoát được. Bây giờ Jina cùng với lại Invoke một pha có game, vâng, có game đến từ LS và bây giờ ung tì ngược trở lại để chạy thôi.
Vâng, thời gian xuất hiện và bây giờ sẽ đọc một pha combat ngược kèo và Oscar một pha combo nhảy vào trong của Etrusia và làm xuống gần hết đến từ đội hình của thứ hai rồi. Và không phải mới chỉ chết có hai người. Và Zina cũng invoke, và Zina có BKB và anh đã sống được trong combat vừa nãy. Và anh đã chuẩn thành công. Thành công trong việc chạy trốn, invoke đã EV và đem mất. 40-43, một combat phải gọi tuyệt vời, cực kỳ đẹp đến từ team 1. Và chỉ giết được một mình LS trong team 1 vừa nãy thì phải. Và những combat phải gọi là quá đẹp đến từ hai team. OC đến từ Invoke. Vâng, Invoke đã bắt đầu có được những cái coin item chính của mình. Earthseeker, vâng, thằng này nó là support hay là gì mà nó nhiều đồ vậy ta? Một cái Berlin, một cái Shiva, một cái song kiếm. Vâng, support và đồ nhiều không kém gì ai. Vâng, anh cũng nhà giàu mới rồi. Và Invoke như vậy là một pha bị xích. Lock lên, Invi kịp không. Vâng, cái này còn phải tùy vào số phận. Nằm xuống đến từ Invoke rồi. Một tình huống gọi là trêu nhau của Earthseeker. Vâng, anh đã lạc trôi. Tưởng rằng là với được con bò lạc nhưng không phải. Vâng, VS gặp nhau cùng với rớt. Trận đấu này VS đánh phải gọi là cực kỳ hồn nhiên. Phải chăng là một pha hiến máu? Vâng, đã xông pha, đã Sida còn xông pha đi hiến máu là có thật. Vâng, phải chăng là một pha phá game rồi. Tỷ số 45-40. Vâng, không biết là Deep Collect hay phá game nữa. Một pha chắc phải chấm. Vâng, đúng kiểu là bố làm con phá. Và bây giờ đều đang gọi là bốn thanh niên đang gồng hết người lên để gánh team. Vâng, gánh tạ trong vụ này. Vâng, tôi đã thấy gọi là sai lầm ngay từ đầu khi mà để cho con VS nằm co. Vâng, một trận đấu mà không còn co gì khác thì sao biết con VS nằm co. Vâng, Void đang đứng đấm nhà một cách điên cuồng. Đồ mình đến từ Void, anh đã đổi cái cắt máu. BKB cũng đã có từ Void rồi và nhảy vào đến từ Malus. Và bây giờ combo của Dan đang Dinai đứng chọn góc và như vậy là nhảy vào ulti đằng sau. Một pha chọn ulti cũng khá đẹp. Vâng, tại sao đang ulti đã hết mưa là như thế nào? Vâng, cái đồ họa ở trong cái trận đấu này đã bị lỗi rồi. Vâng, BKB đến từ Void và quyết định là quất Dinai luôn. Vâng, LS đến cứu nhưng đã khá muộn. Dan từ Void nó quá đau và chết Dinai. BKB anh vừa mới tậu nên là BKB đang rất nhiều thời gian. Một cái ulti của Zina khá đẹp nhưng có lẽ là vẫn là thất bại đến từ team 2. Như vậy là một pha sunshine đến từ Invoke để xử lý xong được Earthseeker. Vâng, một mình chống Mafia đến từ Invoke. Vâng, nhưng mà có lẽ là không được. Được đam đến từ Void của bọn nó cực kỳ đau. Và như vậy là swap ra ngoài, swap Void ra. Và tại sao không swap Invoke ra? Và như vậy đã về một thời gian. Vâng, VS vừa xử lý xong được rớt. Và bây giờ Void và ăn cái mid của NS. NS bây giờ thành ra con counter lại for đối phương là cực kỳ hay. Một cái bút mít và như vậy là chết Void luôn. BKB đã gần lên xong đến từ LS. Một trận đấu này support của team 2 đánh hay. Nhưng bù lại là co đánh như L. Vâng. Một pha kéo team của support. Mình không biết có kéo lủi cái mấy cục tạ đấy hay không. Chúng ta phải đợi. BS đã lên cho mình cái đồ mình rồi. Có deep down đến từ Malus tiếp theo. Tỷ số đang là 48-43. Vâng, lượng tiền đang là 63.000 và 61.000. Còn tiền thì nó vẫn đang bám nhau rất là sát. Và tôi thấy một cái gì đó đang chênh lệch về co, nhưng được item nó đang gọi là hơn hẳn đối phương rồi. Nhưng mà tiền thì lại bằng nhau. Vâng, thật là ảo diệu. Và trong tiền trong trận đấu này là support của team 2 nó hút hết tiền rồi. Support của team 1 thì không có gì. À không, Earthseeker nó cũng nhiều đồ lắm. Earthseeker nó cũng tỷ đồ trong người. Vâng, Shiva cũng xong kiếm, có mỗi thời đang trận đấu này là bán máu thôi. Chúng ta cùng chờ đợi. Còn biết đâu có một cái điều gì đó kỳ lạ xảy ra thì sao. Còn đội của team 2 biết đâu lớn ngứa lại với huy chương và xin với S đến từ anh cha VS. Lớn ngứa với huy chương là có thật. Vâng, Dota là một trò nó rất kỳ quái. Chúng ta có những điều mà không thể ngờ tới nó vẫn có thể xảy ra trong trận đấu MOBA. Và bây giờ là quyết định đi ăn hồi sinh đến team 2. Vâng, con đường máu được mở ra dành cho team 2.
đi ăn hồi sinh có lẽ là một lựa chọn cũng hợp lý. Trong khi đó thì đội hình của team 1 có lẽ chưa phát hiện ra được phương án Josan. Không có quát ở Josan và bây giờ sang một tình huống mất Josan ở cái Josan level 3. Vâng, không cắt máu để cho VS nó tăng cũng được. Mát lớp cùng với LS đi đòi vào tăng thôi thì ăn Josan cũng thành công. Và như vậy là hồi sinh sẽ nằm trong tay của LS. Vâng, LS đóng vai trò làm co rồi. Và anh không gọi là hy vọng gì với dàn co chúng ta. Và anh quyết định là quay ra anh đánh theo đường là support chuyển co. BKB đến từ LS. Vâng, anh sẽ đánh theo đường đam luôn. Vâng, trông chờ mấy thằng này không nên cơm cháo gì hết. Vâng, có thằng đứng trên đồi. Vâng, sờ quá của VS để cứu. Vâng, what the fuck. Vâng, một tình huống mà tôi nghĩ là một tình huống đánh phải quay. Vâng, Death để tưởng luôn. Một tình huống đây gọi là phá game. Vâng, VS đó là một thanh niên gọi là lăng vùng. Vâng, thanh niên này vào để phá thế trận của team 2. Một tình huống phúc ơn của người SK rồi. Và VS là người sờ quá ra để cứu. Và bây giờ anh đứng trên đồi, cho anh đứng trên đồi luôn. Vâng, cho nó đỡ phá đội hình, cho nó đứng trên đồi đi. Bây giờ đi ra swap lên này. Vâng, swap đây là LS đứng bên trên luôn. LS, LS không có tele, nó swap đây vào đây thì ngồi khóc. Làm sao mà đỡ được khi mà đội hình nó có những thành phần như thế này. Vâng, chúng ta có thể thấy được phá game nó cũng là cả nghệ thuật, không đơn giản chút nào. Vâng, VS bây giờ đang đứng trên, không biết làm gì hơn. Bây giờ phải để cho đội hình đánh nhau ở gần cái trụ này để cho VS nó swap một thằng lên. Vâng, 4-5 rồi, quyết định là bỏ VS đi. Bỏ VS và chúng ta sẽ 4-5 trong trận đấu này. Một cái smoke của Void và đang đứng cạnh một bật EV và anh sẽ nhảy vào úp. Một pha nhảy vào, chụp được 4 người. Vâng, đây là gì? VS swap D-line lên. Và như vậy là đứng cắt ulti đến từ anh chàng D-line. Và máu của rất khá là nhiều. Như vậy là bay màu 2 người rồi. Còn thời gian đang đứng bên trên và như vậy là VS là xử lý xong một thời gian. Vâng, LS cùng với Void solo với nhau và VS đứng bên cạnh để đợi con game kìa. Còn nhặt game thì mới nhìn được người nó chứ. Như vậy là EV phải chạy thoát. Và đằng sau thì Zina quá nằm xuống tay của rớt cùng với Seeker. Vâng, quay ngược trở lại. Vâng, quyết định là quay ngược trở lại để đánh nhau. Vâng, VS một mình cân tim chăng. Một cái phít rùa và Invoke có mặt để vâng tham gia combat. Vâng, lật kèo ở đây. Vâng, bay bác đến Invoke và chuẩn bị xong một rớt rồi. LS bên ngoài đã mất đi cái hồi sinh. Và bây giờ đến lượt anh chàng Void. Vâng, VS vẫn đang lóng ngóng, không hiểu tại sao vâng, VS trong tình huống này bị lag hay như thế nào nữa. Vâng, anh đánh tình huống phải gọi là phá game cực kỳ luôn. Vâng, khá là gọi là đau đầu trong một trận đấu mà có thành phần như thế này, nó khiến cho Sinta vâng, tâm lý chiến đấu nó không được ổn định. Sở lâu các kiểu, vâng, đội hình của team 1. Vâng, team 1 đã ra được hết rồi. Vâng, 4 người đã có mặt trên bản đồ, mọi người sờ warm lại và sờ đăng, vâng, bật gốt ngay đến từ vâng, một vài Etoslam quá đẹp đến từ Oscar và làm xuống của VS cùng với LS. Bây giờ Invoke thì quay đầu chạy thôi. Vâng, hình như là buyback khá nhiều. Buyback khá nhiều đến từ cái đội hình của team 1 luôn. Một pha G sốc não. Vâng, mạch tưởng cái em mà đã ngoan này. Bây giờ thì Valve búp lên, Blink kịp không? Không kịp Blink và chết. Vâng, nằm xuống của Invoke rồi. Vâng, cái em biết đã lên Vega từ bao giờ. Cái trận đàng gọi là rất tù và đến từ team 2. Vâng, thật sự combo đến team 2 nó cũng rất đẹp. Nhưng mà trong trận đấu này có vẻ như nó không xi nhê. Vâng, trận đấu này là 4-5 chứ không phải 5-5 nữa. Vâng, mỗi phần là 4-6 ấy. 4-6 chứ không phải là 4-5. Và Gina bây giờ ulti nó cũng không quá là đau nữa rồi. Thời điểm này thì với lượng máu đến từ team 1 bằng 2k6 máu. Vâng, ulti rất đẹp và Gina đâu. Vâng, ulti quả này là chuẩn rồi. Vâng, BKB được bật lên và thả ulti rồi. Vâng, quay. Vâng, quay bật BKB được và quay ra nó vả được ulti này. Có lẽ là sắp mặt đến từ team 2 rồi. Vâng, bò là rất đẹp nhưng mà vẫn không đủ đam. Vâng, lượng đam đến từ cái ulti của Gina nó quá yếu. Đến thời điểm này thì với lượng đam gây đam khoảng tầm 300 máu đến trong 1 giây thì nó không đến. Khoảng tầm thì của Zina bao nhiêu nhỉ? Mình nhớ là cầm người xanh lên 300, còn không cầm người xanh là ít hơn. Thì cái lượng đam đấy nó không đủ để có thể kết thúc được cái team 1 trong thời điểm này. Máu team 1 bây giờ không phải ít. Rất 2k6 máu, Oscar còn 2k9 máu, gậy xanh xong kiếm cùng Shiva. Còn nó cũng khỏe lắm rồi. Nó không đơn giản như đầu game. Còn đầu game thì có thể một ulti để có thể kết thúc được người. Bây giờ là rất khó, bây giờ phải có con điên là đam thật sự là đau để có thể giết được người. Mà có tội VS trận đấu này có lẽ là VS của team 1.
VS là thành viên của team 1 nên chúng ta không tính tiền. Một cái búa xét đã có. Vâng, anh vẫn đang lên đồ một cách gọi là chuẩn chỉ. Búa xét. Vâng, cắt máu búa xét xin VS. Bây giờ còn 15 mega thôi. Các màu nào dành cho team 2 trong trận đấu này đây? Đấy, cầm một cái BKB, lượng đam cũng không phải quá to. Đấy, bay đến từ voi rồi, mà voi bây giờ đóng xin VS vào nữa thì có ai nó bất tử trong có 3 luôn. Oxic cười cũng đã quá cứng, vâng 2k9 máu, một cái gậy xanh và anh bay nhảy khắp nơi. Vâng, như vậy đã có Santalic đến từ voi, vâng chuẩn bài, chôn đâu, vâng chôn quýt à. Vâng chôn đi collect từ bao giờ ấy nhỉ? Như vậy là 4 đánh 5, vâng tính ra là 4 đánh 4. Vâng, không sao, chôn nó quýt rồi, vâng như vậy là niềm tin đến từ team 2 đã lại được vực dậy một chút. Chúng nó hết người, chúng nó thiếu người, chúng ta 4 đánh 5. Cơ hội thắng lại có, chúng ta lại tiếp tục quẩy tiếp. Vâng, tinh thần chiến đấu lại tiếp tục được thăng hoa. Vâng, như vậy là Ursaker một tình huống bung đồ đến từ voi chứ không phải là cái song tiếng này là của chôn để lại. Vâng, bung đầy của chôn. Bây giờ sẽ là bắt voi trước. Vâng, Invi đi vào của VS. Một băng, vâng đừng để cho bật với mình đời. Và như vậy là quyết định là giết voi và voi chết luôn trong một lốt nhạc. Và bây giờ đứng cắt ulti và mát lớp cũng bay màu. Một tay bay vào gió trong cái ulti của Dragon và chết luôn. Và voi có 3 bách thành công, một cái lớp đến thì vọng. Và bây giờ là combat đang diễn ra theo chiều hướng có lợi dành cho team 2. Vâng, 2 đổi 1 cũng chả phải là có lợi, mình nhảy vào với giữa cờ và sư vô đã thay chôn trong thời điểm này. Vâng, khá là khỏe, nhưng mà LS sẽ là người đứng quất được anh chàng Oscar làm xuống. Và bên trên thời gian đang bật gốt và lé sai nằm xuống tay của Vĩ Vốc. Vâng, thua ngược, vâng vớ vẩn, quả này sẽ là một tình huống thua ngược đến như tình một đây. Mất đi chôn, vâng mất đi cái lợi thế, một cái lốc của Vĩ Vốc vâng rất chuẩn bài và sẽ là nằm xuống của rớt. Vâng, giật G, vâng úi giời ơi, nó giật đau vậy. Và như vậy là vâng có băng không, vâng quét đớt và như vậy nằm xuống của rớt, không cho nó thoát được chiếc lực kill dành cho Vĩ Vốc. Một chiến thắng dành cho team 2 với một công cuộc gọi là 4-5. Vâng, team 1 cũng đã chống cự và gọi là cực kỳ hay. Vâng, Crab đang phá tủ lạnh. Một pha thua comeback của team 1 nhưng bây giờ thì cũng chưa về được. Vâng, Invoc phải về nhà đáp nhà. Vâng, phá mấy cái xe kia đi. Invoc có lẽ sẽ chuyển co. Vâng, Invoc cần phải chuyển đến thành đam. Anh sẽ phải đóng cho mình cái búa xét và cái này cái búa rút thò vào người thì anh mới có thể gây đam để giết được voi trong combat được. Vâng, đã nghèo còn rách, còn chim này còn bị Crab giết nữa. Vâng, Crab đang đẩy vào gọi là rất là gấp, không cho cơ hội để team 1 có thể đẩy Crab lên. Như vậy là Marlon lên cho mình cái Orchid. Vâng, giây phút cuối cùng của trận đấu đã đến, ta chờ đợi. Vâng, đến phút cuối cùng 49 và 59. Vâng, tỷ số lượng tiền đó là 89.000 và 75.000. Với việc quýt đến từ chôn thì cửa thắng dành cho team 1 vẫn có. Chúng ta vẫn hy vọng một cái khăn màu gì đó sẽ xảy ra trong thời điểm này. Vâng, thiếu người nhưng mà có lẽ team 1 vẫn là người chủ động P thôi. Chúng ta kết thúc trận đấu này càng sớm càng tốt. Bây giờ mà kéo phải lên nữa để cho chúng ta lên được đồ nữa thì khổ lắm. Và sẽ là một pha P ngược. Vâng, phải chăng sẽ là một pha P ngược của team 2 và chúng ta sẽ làm những điều kỳ tích trong trận đấu này. Và bây giờ Invoc đang chuyển cho mình cả hết. Và một cái lốc vâng trúng cả hai người, vâng hạ cánh cái team 2 thôi. Và một pha ulti của Marlon. Và một pha ulti trượt. Vâng, hai cái phốc đến từ support của team 1 và như vậy là vâng voi nhảy vào ụp lồng. Vâng, VS thì đang bị hai cái bóng đuổi chạy nhe kèn, vâng sầu vác lại và VS đang bị xử lý. Vâng, như vậy là Oscar làm xuống trước và ulti đến từ rớt. Vâng, rớt đang gọi bị quay đến từ LS cùng với Invoc. Vâng, còn lại một mình voi rồi và một cái lốc của Invoc sẽ xử lý xong một thời gian trên trên và LS đang đuổi anh chàng rớt trong thời điểm này. Vâng, nhảy lên và đi phù để kết thúc cái mạng của LS. Vâng, rớt sẽ làm xuống nhưng mất LS rồi. LS là con duy nhất có thể counter được voi trong thời điểm này, nếu mất LS là hơi đau.
Và bây giờ sẽ là phất ngược trở lại, một mình voi cân tìm và vung ra của hy vọng một gì lại Athena về từ rất sớm. Và bây giờ inbox sẽ là người làm và EV thì không. Và EV và không có skill gì, và như vậy là một pha grab nó cào sập tủ lạnh rồi. Và đánh nhau hay không nó cũng không có XCJ, không có ý nghĩa gì nữa. Vâng, rất cảm ơn mọi người đã theo dõi trận đấu và thấy bình luận. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những trận đấu tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Mọi người hãy like để ủng hộ cho và mừng sinh nhật cho mình trong ngày hôm nay. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.